Wilberman. Cậu ấy là người giỏi nhất của tôi. Cậu ấy sẽ lo mọi thứ anh cần đến khi tìm thấy con trai. Anh cho tôi biết là có chuyện gì được chứ? Tôi đưa thằng bé đi săn. Có thế chứ? Lên đạn. Hãy hít thật sâu. Khi nào sẵn sàng thì bắn. Bỗng dưng xuất hiện hai người. Gã đầu tiên bất ngờ tấn công và giật lấy khẩu súng Remington của tôi. Tên hắn là River Barrett. Hắn gặp chút rắc rối với ngân hàng. Mày đưa phần của tao đây là xong chuyện. Danny! Bố! Vậy là Levi cướp súng của cậu và chĩa vào sĩ quan của tôi. Bố nhìn kìa, người kia còn sống. Có gì đó không đúng. Anh bắn người trước mặt con ư? Anh không còn cách nào khác. Hắn định bắn bọn anh và đó là tự vệ. Anh làm việc phải làm. Em mau giúp người này đi trước khi anh ta chết. Anh ta có nói hay đưa gì cho anh không? Như là gì? Nó nói là nó biết cái chìa khóa nằm ở đâu. Xin đừng làm thế. Đưa chìa khóa đây. Bố ơi! Bố! Thả con trai tôi ra ngay. Không được. Đón xem bộ phim Mạng Đầu Tiên trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, Hà Nội Cap.